Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Hôm nay là thứ ba, em cũng đi làm một video ngắn để phân tích lại thị trường trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 2, cũng như nhận định xu hướng của phiên giao dịch ngày 23 tháng 2. Ngoài ra, tiếp theo thì em cũng đi phân tích một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành cơ bản của thị trường như ngành ngân hàng, ngành bất động sản, ngành chứng khoán và một vài cổ phiếu riêng lẻ khác. Nào, đầu tiên chúng ta hãy cùng đi phân tích thị trường ngày hôm nay, phân tích VN Index. VN Index hôm nay đóng cửa với mức giảm 7,37 điểm, xuống mức 1.503,47 điểm. Thì hôm nay VN Index mở cửa với sắc đỏ bao trùm bởi những cái thông tin xấu từ chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, trong cái phiên ngày hôm qua cũng đã có một vài dấu hiệu chốt lời của dòng cổ phiếu bất động sản. Thì hôm qua em cũng đã nhận định ở cái video đó. Hôm nay thì cái yếu tố mà chốt lời của dòng cổ phiếu bất động sản nó còn tăng lên mạnh mẽ hơn. Kéo theo đó là những cái tin xấu của cổ phiếu đích sell được gọi là hai cái cổ phiếu mà châm ngòi cho cái đợt tăng nóng bất động sản vừa rồi. Thì cổ phiếu đích nó cũng ra một cái tin khá là xấu, đó là về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong công ty. Đây, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhưng phó chủ tịch đích chỉ thực hiện chưa tới 150.000 cổ phiếu. Cái thông tin này ra thì nó cũng vô hình chung nó làm giảm cái sự tin tưởng của các anh chị nhà đầu tư vào những cái cổ phiếu như đích này, những cái cổ phiếu đầu tàu này mà nó lại ra những cái thông tin mà nó xấu như này thì nó ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin. Đấy, cũng chính là cái lý do để cho tổ chức người ta chốt lời thêm cái dòng cổ phiếu của bất động sản, cũng như kết hợp với những cái yếu tố mà thông tin xấu, chiến tranh, những yếu tố mà giảm điểm đỏ, giảm điểm mạnh của thị trường thế giới, thị trường châu Âu cũng như thị trường châu Á tác động ngắn hạn lên cái thị trường của VN Index của chúng ta. Thì theo như em nhận định rằng thì những cái thông tin xấu này nó chỉ có tác động ngắn hạn thôi. Khi có những cái thông tin tốt mà nó che phủ cái thông tin xấu của chiến tranh Nga Ukraine, nó mà có những cái thông tin mà tốt lên, rồi là Nga có những cái diễn biến mà tích cực lên, thì những thông tin đó sẽ làm động lực để kéo VN Index đi lên. Và chúng ta cùng nhìn xem, buổi sáng thì hầu như cổ phiếu của các dòng đều đỏ hết, đều bị chịu áp lực bán mạnh từ tổ chức. Đến phiên chiều thì có cái cổ phiếu dòng ngân hàng này với một vài mã cổ phiếu nó tăng mạnh để nó làm cái trụ đỡ cho VN Index khỏi giảm điểm sâu. Sáng nay có lúc giảm đến 22 điểm nhưng đến cái phiên kết thúc ATC thì nó đã đóng cửa với mức giảm chỉ 7,37 điểm thôi, tương đối là tốt. Dòng dầu khí cũng được hưởng lợi bởi cái thông tin chiến tranh, đó chính là cái trữ lượng dầu khí lớn của Nga cũng đang nắm giữ, thì thông tin chiến tranh nó sẽ vô hình chung nó ảnh hưởng và có thể kéo theo đó là cái giá dầu nó tăng cao. Hôm nay cũng có một cái dòng nổi trội nữa, đó là cái dòng bán lẻ có hai cổ phiếu của FRT và cổ phiếu của PET tăng trần khá là mạnh. Đấy, và chúng ta cùng đi xem cái chuyển động của thị trường này một chút. Đấy, thị trường thì có những cái cổ phiếu chủ yếu là đến từ dòng bất động sản. Đấy. Và trong nhóm trụ nó kéo chỉ số xuống. Cuối giờ chiều thì có những cái cổ phiếu của dòng ngân hàng nó đã góp phần nó neo lại cái điểm số của thị trường chung. Còn về chuyển động tổ chức, khối ngoại hôm nay thì tiếp tục gom những cái cổ phiếu mà có nền tảng cơ bản tốt, có doanh nghiệp tốt, đó là cổ phiếu của Đất Xanh và cổ phiếu của KBC. Buổi sáng thì họ có cái áp lực bán nhiều cái cổ phiếu này. Tuy nhiên vào những cái
gần cái phiên ATC ấy, những cái khoảng tầm từ 2 giờ 15 đổ đi là có cái lượng tiền lớn nó vào, nó đỡ giá cho cái cổ phiếu của Đất Xanh và cổ phiếu của KBC này rất lớn. Thì em nghĩ rằng những cái cổ phiếu này tuy nó là cổ phiếu của dòng bất động sản, nhưng đấy, Khang Điền Hầu nữa này cũng được khối ngoại gom những cái cổ phiếu mà doanh nghiệp tốt thì họ liên tục họ mua vào đấy, để họ kỳ vọng cho những cái tương lai của doanh nghiệp và họ kỳ vọng cho những cái nhịp tăng tiếp theo của cổ phiếu. Chúng ta cùng đi xem biểu đồ của VN Index ngày hôm nay. VN Index hôm nay đã có đây, VN Index hôm nay là đã có một pha rút chân rất dài với khối lượng lớn. Đây, hôm nay thanh khoản được tăng lên đáng kể với giá trị khoảng 28.000 tỷ. Đấy, thanh khoản lớn nhất trong vòng 10 phiên gần đây. Thì hôm nay có một phiên rút chân và tăng thanh khoản. Đấy. Hôm nay thì VN Index có chạm xuống cái mốc kháng cự đó là mốc 1.490. Đấy, sau đó nó đã được rút chân và cuối phiên thì đóng cửa ở trên cái vùng mở cửa lúc sáng là 1.499, đóng cửa là 1.503. Thì em đánh giá đây là một cái tín hiệu cũng khá là tích cực của cái vận động của thị trường chung, thì nó cũng vẫn đang vận động tích lũy ở trong một cái biên độ hẹp thôi. Đấy, hôm nay thì xem ở cái biểu đồ 30 phút thì VN Index là cũng thủng xuống cái mức này và có một lượng cầu đi vào đây. Đây, cái mức này là mức hỗ trợ này. Đấy, xuống đây là cái hỗ trợ 1485, 1490 này. Đây là cái mức hỗ trợ 1490 em đã vẽ sẵn rồi. Thì khi nó xuống đây và có một lượng lớn lực cầu để bắt vào thì cổ phiếu đã rút chân được và cuối đóng cửa là trên đường MA20 của chạc 30 phút. Đấy. Đây xem nào. MA10 để em mở MA20 nhá. MA20 thì hôm nay đây. Hôm nay các anh chị có thể thấy là VN Index chạm cái hỗ trợ MA20 và nó bật tăng lại. Đây thể hiện là một cái lượng cầu đang chờ sẵn ở cái mức hỗ trợ MA20 này, chỉ đợi khi thị trường xuống cái mức này và những cổ phiếu nào mà có cái nền tảng doanh nghiệp tốt thì người ta sẽ lao vào để người ta mua, và vô hình chung đó sẽ kéo cái thị trường VN Index của chúng ta lên. Và kịch bản ngày mai theo em thì thị trường sẽ tiếp tục sideways trong một cái biên độ này và có khả năng nó sẽ tăng giảm như cái phiên ngày hôm nay, nhưng cuối cùng thì nó vẫn nằm ở trong một cái mức độ mà sideways ở trong biên độ hẹp thôi. Thì nó sẽ đem lại những cái yếu tố tích cực để VN Index có thể sớm vượt qua được cái mốc kháng cự trên đầu này. Đầu tiên là phải vượt qua được cái mốc kháng cự này, tiếp theo đó là đến cái mức kháng cự về tâm lý 1.530 điểm. Đấy. Sau đây thì chúng ta sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu trong các nhóm ngành riêng lẻ. Đầu tiên thì em để cái cổ phiếu đích này ở đây rồi, chúng ta phân tích cái dòng cổ phiếu của bất động sản trước đi. Bất động sản hôm qua, trong cái video hôm qua thì em cũng đã vẽ cái mẫu hình của cái cổ phiếu đích này. Thì hôm nay cổ phiếu đích cũng chịu cái áp lực bán rất là lớn, bán từ đầu phiên luôn, mở cửa là đã sàn rồi. Trong phiên nó có những cái nhịp nó kéo lên và để nó phân phối hàng, và cuối cuối phiên kết thúc thì cuối cùng cổ phiếu nó cũng sàn với cái lệnh dư bán đang là 1.700.000 cổ phiếu. Đấy, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi cái cổ phiếu đích này nó có đi theo cái mẫu hình vai đầu vai này không. Nếu khi cổ phiếu xuống được cái mẫu hình thì chúng ta có thể bỏ một ít tiền ra để chúng ta bắt những cổ phiếu ở chạm khi trên nó chạm cái mẫu hình bên vai vai phải này. Đấy, thì theo như em nhận định thì nếu mà nó hình thành mẫu hình thì
cái nhịp sau nó sẽ có một nhịp tăng tiếp theo của cổ phiếu trước khi cổ phiếu nó có những cái diễn biến xấu tiếp theo. Chúng ta đi xem cổ phiếu của Shell này. Shell cũng như vậy, Shell cũng hình thành cái mẫu hình vai đầu vai này rồi. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái cổ phiếu Shell. Hôm nay cổ phiếu giảm sàn với cái volume lớn như thế này thì là một cái dấu hiệu khá là xấu của cổ phiếu nhá. Anh chị nào mà chốt đu ở đây thì em nghĩ là nếu mà cổ phiếu nó hình thành được cái mẫu hình này thì mình có kỳ vọng mình sẽ hồi về giá vốn. Nhưng khi cổ phiếu xuống đây mà nó không hình thành được mẫu hình mà nó gãy luôn ấy, thì bắt buộc các anh chị phải xử lý cái cổ phiếu này. Khi cổ phiếu mở biên giảm mạnh như này với một cái khối lượng cao nhất trong vòng 10 phiên thế này là một cái tín hiệu rất là xấu, rất là xấu của cổ phiếu nhá. Gãy mạnh khối lượng lớn là một tín hiệu xấu. Thôi em xin sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu có nền tảng tốt, ví dụ như cái cổ phiếu đất xanh này. Cổ phiếu đất xanh hôm nay thì nó mở phiên mở gap down theo thị trường chung đấy, nó vẫn còn chưa lấp được cái gap này thì chúng ta kỳ vọng những cái phiên tiếp theo nó sẽ lên được cái vùng đỉnh cũ và nó tích lũy lại ở trên này. Hôm nay thì đất xanh cũng có một cái phiên mà nó nhúng xuống, nó test lại cái nền hỗ trợ cũ này và cuối phiên thì nó có lực cầu lớn đi vào để nó rút chân cổ phiếu. Em nghĩ đây là một cái động thái khá là tích cực. Tuy khối lượng lớn nhưng cái khối lượng này nó chỉ xuất hiện vào cái cuối phiên. Hoàn toàn buổi sáng là nó giao dịch ở dưới mức trung bình, nhưng đến cuối giờ chiều có những cái lực cầu khi thấy cái giá cổ phiếu nó rơi về cái hỗ trợ thì có một lực cầu nó đi vào để nó mua cổ phiếu. Đấy. Cổ phiếu dòng bất động sản tích cực hôm nay, những cái cổ phiếu mà có nền tảng tốt thì còn phải nói đến cái cổ phiếu của Hà Đô là một cái cổ phiếu đã vượt đỉnh nhá. Như cái video hôm qua em nói, khi cổ phiếu tăng đến đây nó quay lại nó test đỉnh thì đấy là một cái vận động hết sức bình thường của cổ phiếu thôi nha anh chị nhá. Anh chị phải nhìn được nó test đỉnh với cái khối lượng, không phải là khối lượng phân phối, không phải là khối lượng bán tháo của cổ phiếu, cái bán tháo phân phối hàng của tổ chức, thì chúng ta thấy đây là một cái vận động hết sức bình thường của cổ phiếu. Test đỉnh là chuyện rất bình thường. Đấy, hôm nay chính thức là nó quay lại, nó test cái vùng đỉnh cũ rồi. Đấy, thì chúng ta, anh chị nào mà có cái cổ phiếu này thì em nghĩ là vẫn cứ yên tâm cầm nắm cổ phiếu thôi. Cổ phiếu hiện nay nó không có gì xấu cả, nó sẽ phải mất thời gian để nó tích lũy lại ở trên này, để nó hấp thụ lại những cái lượng hàng chốt lãi, những cái lượng hàng mà anh chị mua ở dưới này lên đến đây. Khi cổ phiếu nó không tăng nữa và nó cứ đi ngang thì các anh chị sẽ có xu hướng để mang cổ phiếu của mình ra chốt lãi. Ngoài cổ phiếu này thì có những cái cổ phiếu tích cực khác, đó là cổ phiếu của Hút. Cổ phiếu của Hút này, cổ phiếu của Hút hôm qua cũng có một cái phiên tăng rất tích cực và hôm nay thì nó cũng đã rút được chân. Em kỳ vọng cái cổ phiếu này nó sẽ tích lũy lại ở trên cái vùng này, vùng mới break lên thì là một cái động thái rất đẹp của cổ phiếu. Nếu cổ phiếu có vận động để test lại cái nền giá cũ này, nền hỗ trợ này thì các anh chị cũng xem vận động của nó như thế nào. Nếu nó vận động test lại với cái khối lượng cạn cung, cạn kiệt đi thì khả năng chúng ta sẽ có những cái nhịp bắt được cổ phiếu ở dưới cái vùng hỗ trợ này. Đây cũng là những cái điểm mua rất tốt này. Vì thế em hay khuyên các anh chị nhà đầu tư, đó là chúng ta phải mua cổ phiếu ở nền giá. Đây, khi cổ phiếu giảm thì nó sẽ giảm về nền giá nhé, chứ không phải ở những cái chỗ này, không phải là những điểm mua. Chỗ này chưa hình thành được một điểm mua đẹp đâu. Chỗ này nếu mà mua là mua liều, mua không có căn cứ. Đấy. Cổ phiếu của Khang Điền thì cũng là một cái cổ phiếu nó vận động tương đối là đẹp.
tương đối là tích cực trong cái dòng cổ phiếu này. Đây là cái vùng hỗ trợ của nó. Nó lên đây, nó xây được một cái nền. Hôm nay thị trường chung chỉnh, nó quay lại, nó test lại cái nền và nó rút chân. Đây là một cái tín hiệu tích cực của cái cổ phiếu Khang Điền này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái vận động tiếp theo. Sau khi nó lấy lại được cân bằng và có những cái phiên hướng lên thì chúng ta có thể giải ngân để mua cái cổ phiếu Khang Điền này, với kỳ vọng nó sẽ ít nhất là nó lên tới cái vùng kháng cự, và kỳ vọng xa hơn là nó tích lũy lại được ở vùng đỉnh để nó có những cái phiên bứt phá lên những cái mức giá mới để đem lại lợi nhuận cho anh chị em nhà đầu tư. Tiếp theo thì em sẽ đi phân tích hai cái cổ phiếu của dòng khu công nghiệp, đó là cổ phiếu của KBC bất động sản khu công nghiệp và cổ phiếu của ITA. Đầu tiên là cái cổ phiếu của KBC. Cổ phiếu của KBC hôm nay nó vận động test lại cái nền giá, tuy khối lượng lớn nhưng cái khối lượng lớn này là cái khối lượng mà cái lực cầu vào bắt cổ phiếu khi cổ phiếu có nền giá tốt ở cuối phiên chiều. Em cũng theo dõi rất sát cái cổ phiếu này, thì để cổ phiếu mà tăng được thì nó sẽ phải có những cái phiên mà tích lũy lại. Nếu nó đạt với cái khối lượng bán nó không còn nữa thì cổ phiếu sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới, một cái nhịp tăng để nó bứt khỏi cái nền giá này lên tới cái vùng kháng cự của nó. Đấy. Chúng ta hãy cùng theo dõi những cái cổ phiếu của KBC và cổ phiếu của ITA. ITA cũng vậy. ITA đây là hai cái nền giá này, nó đi rất là chắc, cổ phiếu đi rất là chắc nhá. Xây một nền giá này, xây thêm một nền giá nữa và hôm nay nó vận động test lại cái nền của mình. Cổ phiếu vẫn đang vận động ở trên đường M20, nó chưa thủng M20. M20 là cái hỗ trợ rất cứng của hai cái cổ phiếu ITA và cổ phiếu KBC này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái vận động tiếp theo của hai cổ phiếu này nhé. Và em xin đi phân tích cái dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì hôm nay về cuối phiên là vận động tương đối là tích cực. Đây, có ACB hôm qua vừa mới nói là nó có khả năng hôm qua là hôm nay cũng là một cái phiên test cung của cổ phiếu này. Cổ phiếu hôm nay đã đóng cửa ở trên đường M20. Đây là một cái tín hiệu khá là tích cực cho cái cổ phiếu ngân hàng ABC này, ACB này. Thì chúng ta hãy chờ đợi những cái phiên tiếp theo. Nếu mà những cái cổ phiếu này ngày mai mà nó thị trường thuận, nó nổ thì cũng là một cái điều hết sức bình thường thôi, vì nó đã có hai mấy cái phiên test cung rồi, test cung cầu, và nó đang vận động tích lũy về cái khối lượng cạn kiệt. Đấy. BID thì nó xấu hơn các cổ phiếu khác vì nó vận động ở trên đường vận động dưới đường M20. Thì lúc đó M20 sẽ là cái kháng cự của nó. Nếu nó muốn tăng vượt qua M20 thì nó phải có một cái khối lượng tương đối lớn. Đây, khối lượng phải lớn như cái phiên này. Đây, khối lượng lớn như cái phiên này. Cái khối lượng lớn này đi vào thì nó mới bứt phá được khỏi cái đường M20. Đấy. BBB, CTG thì cũng giống như BID, nó cần phải có khối lượng lớn. Hôm nay em đánh giá đây là một cái phiên test cung của cổ phiếu dòng ngân hàng nói chung và cổ phiếu CTG này. Chúng ta đi xem MBB hôm nay là một cổ phiếu dòng ngân hàng, nó đã phát một cái tín hiệu dòng tiền lớn đi vào, nó đã phát một cái tín hiệu để kéo giá cổ phiếu break khỏi cái vùng nền giá mà nó đã tích lũy trong vòng những phiên gần đây. Khi cổ phiếu dòng ngân hàng nó che đi, nó lảng tránh những cái ánh mắt của anh chị nhà đầu tư, nó làm những anh chị nhà đầu tư cầm ở trên này kéo xuống cắt lỗ, các anh chị không nhìn được những cái vận động về kỹ thuật. Thực ra cái cổ phiếu này nó đang vận động tích lũy ở trên đường M20 với cái khối lượng rất là tích cực. Đây, giảm dần. Đấy, thì chúng ta phải hiểu và đọc được biểu đồ để chúng ta có những cái nhận định khi chúng ta cầm nắm những cái cổ phiếu như thế này. Nó vận động tích lũy trong một cái nền giá siết chặt, đây là một cái vận động rất tốt này. Đấy, hôm nay nó break khỏi cái vùng nền này thì cũng không có gì là lạ đối với cái cổ phiếu MBB này. Đấy.
Navibank thì nó có cái tín hiệu cổ phiếu nó tăng ngay từ đầu giờ sáng cơ. Thì em cũng đã thấy, nhưng mà cổ phiếu này nó giao dịch về khối khối lượng thấp quá nên là chúng ta không thể phân tích đúng được cái cổ phiếu như thế này. Tuy nhiên nó cũng đã có một sau một quá trình siết chặt cái nền giá này, nó bám trên cái đường MA20 này, và khi đường MA20 hướng lên, cổ phiếu có một phiên hướng lên như này, thì khả năng những cái cổ phiếu dòng ngân hàng này nó thị trường thuận nó sẽ tăng mạnh để nó kéo VN Index. OCB, OCB là một cổ phiếu của team của em đấy, thì hôm nay nó vận động là một phiên test cung này. Hôm nay là chính xác OCB là một phiên test cung, thì ngày mai cổ phiếu mà nó có nổ một cái cây, nó nổ một cây từ cái vùng nền này đi lên thì cũng là một chuyện hết sức bình thường của cổ phiếu này nhá. Anh chị hãy cùng chờ đợi cái phiên ngày mai xem những cái vận động của nó như thế nào, nó tích cực như thế nào. Em xin đi phân tích thêm một cổ phiếu STB nữa đó. STB thì vận động giống hệt BID, thì nó cũng đang vận động ở dưới đường MA20. Thì ngày mai chúng ta cùng chờ đợi những cái vận động mới của cái dòng ngân hàng này. Nó cũng đã tích lũy khá lâu rồi. Đây, tích lũy một nền này, xong nó gãy. Gãy theo tin xấu cũng là cái tin mà chiến tranh Nga Ukraine đấy. Ở cái phiên này này, các anh chị thấy không? Tổ chức họ lợi dụng cái thông tin chiến tranh để họ đánh cổ phiếu dòng ngân hàng này xuống. Nhưng hôm nay cũng có thông tin về chiến tranh, họ lại kéo cái cổ phiếu dòng ngân hàng này lên. Đấy, thì những cái tin tức nó chỉ là cái công cụ để những nhà tạo lập người ta vận hành cổ phiếu thôi. Vì thế nên các anh chị cũng phải tỉnh táo với những cái tin tức mà mình nghe được. Khi cái tin tức mà đến tai nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta ấy, thì nghiễm nhiên rằng những cái tin tức đấy những cái nhà tạo lập người ta đã biết từ trước rồi. Lúc đó thì tin xấu ra hoặc là tin tốt ra thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều, và chúng ta hãy hãy trang bị cho mình kiến thức để chúng ta nhìn nhận được những cái biểu đồ này, để chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá xem cổ phiếu cái tin tức xấu đấy nó tác động như thế nào và tin tức tốt nó sẽ tác động ra sao. Đấy. Đây cái phiên này thì cũng chiến tranh này, đánh cổ phiếu xuống này, sau khi xây xây nền tích lũy này, hôm nay cũng tin chiến tranh này, nhưng mà lại là một cái phiên test cung này. Đấy, chúng ta phải tỉnh táo trong cái thị trường nhé, đừng quá FOMO về những cái tin tức. Tiếp theo thì em sẽ đi phân tích một vài mã cổ phiếu của dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì đầu tiên là cái cổ phiếu của APG này. Cổ phiếu của APG là cái cổ phiếu mà em đã và đang cho dùng khách hàng VIP của em đang mua. Khi cổ phiếu xây được một nền giá, hai nền giá đấy, hai nền giá rất chắc này, từ đáy đáy nó đã xây một nền này. Đấy, cái mẫu hình mà nó xây nhiều nền giá này đi lên rất từ từ và rất chắc. Có một cái phiên xác nhận dòng tiền vào hôm thứ sáu, dòng tiền lớn đổ vào. Hôm nay là có những cái yếu tố đỡ giá của tổ chức cho cổ phiếu nó không bị giảm mạnh, thì chúng ta kỳ vọng sau khi nó break khỏi nền này, nếu nó có tiếp tục xây thêm nền giá thật chắc để có những cái luồng gió mới, luồng gió đông này đẩy cổ phiếu lên đến đây, thì trên này cũng là một cái mức mà target kỳ vọng của chúng ta đối với cái cổ phiếu APG này, cổ phiếu dòng chứng khoán. Khi dòng chứng khoán lên tới cái vùng kháng cự đỉnh cũ, nó sẽ phải vận động và tích lũy. Khi cổ phiếu tích lũy đẹp, tích lũy đạt thì nó sẽ bước vào một cái giai đoạn tăng giá tiếp theo, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái vận động của cổ phiếu chứng khoán này. BSI thì hôm nay nó quay lại, nó test test lại cái vùng hỗ trợ của nó đây. Đấy, cũng là một cái hết sức bình thường thôi. Cổ phiếu vẫn đang vận động trên đường MA20. MA20 còn hướng lên thì chúng ta vẫn cứ kỳ vọng được ở những cái cổ phiếu dòng chứng khoán này. Em phân tích thêm cái cổ phiếu của VDS hôm trước đấy. Hôm trước là nó có một cái dòng tiền lớn đi vào rồi. Đây, xác nhận một phiên xác nhận dòng tiền lớn đi vào, dòng tiền của tổ chức nhá. Hôm nay thì nó cũng vận động tích lũy ở trên cái đỉnh này thôi. Đấy, thì nó cũng đã vận động rất tích cực
và rút chân. Rút chân lại còn tăng điểm cơ. Đấy. Thì các anh chị, nếu anh chị nào cầm nắm thì nó cũng đang vận động tích lũy ở trên cái vùng kháng cự. Vùng kháng cự này mà nó tích lũy vận động tích cực với cái khối lượng mà ngày nó càng cạn kiệt đi ấy, thì chúng ta có thể kỳ vọng vào những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán sẽ là một trong những cái cổ phiếu đồng hành dẫn dắt VN Index tăng lên những cái mốc điểm cao mới. VND. VND đấy. VND hôm qua tăng chạm cái vùng kháng cự, thì hôm nay yếu tố thị trường chung xấu thì nó cũng đang vận động trong một cái biên độ hẹp như thế này thôi. Với cái khối lượng thì cũng ở cái mức trung bình, cũng không có gì là khối lượng xấu, khối lượng bán tháo ở đây cả. Đấy. Thì khi cổ phiếu nó sẽ vận động, nhưng mà cổ phiếu này nó không ở gần vùng đỉnh nên những cái kháng cự của nó sẽ nhiều hơn so với những cái cổ phiếu APG, VDS. Thì chúng ta cũng kỳ vọng cái cổ phiếu này nó sẽ tích lũy lại được và nó có những cái phiên tăng giá tiếp theo. Đấy. Đấy. Và phần cuối cùng thì em sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu riêng lẻ, ví dụ như cổ phiếu HVN này, cổ phiếu mà rất được quan tâm ở cái giai đoạn vừa rồi, có những cái tin tốt về dòng du lịch có thể quay lại. Nhưng cái cổ phiếu này như em đã nói, nó cũng đang vận động dần dần, nó đi xuống đường MA20, nó kéo đường MA20 và đường giá chập vào với nhau. Đấy. Sau khi đó, khi cổ phiếu đã nằm trên đường MA20, nó sẽ vận động tích lũy để có những cái phiên tăng giá tiếp theo. Nếu cổ phiếu này mà lấp được gap thì cũng là một cái điều tuyệt vời. Đấy, điều tuyệt vời, đỡ phải sự lo ngại cho anh chị nhà đầu tư chúng ta. Vẫn có cái gap chờ trực ở đây. Tiếp theo là cổ phiếu của PET. Cổ phiếu PET cùng với cổ phiếu FRT là hai cái cổ phiếu của dòng ngành bán lẻ đang vận động rất tích cực trong thời gian gần đây. Đấy, dòng tiền của VN Index nó đang luân chuyển từ các nhóm ngành. Trước thì nó vào dòng ngân hàng, sau thì nó lại quay vào dòng bất động sản đầu cơ. Và một thời gian thì nó lại quay vào cái dòng du lịch cũng như dòng dầu khí. Đấy. Thì bây giờ nó quay trở lại cái dòng của bán lẻ. Thì cái cổ phiếu này em thấy nó cũng đang vận động rất là tích cực ở trên cái vùng kháng cự của nó thôi. Vùng đỉnh của nó thôi. Đấy, sau khi nó break lên thì nó phải vận động để nó tích lũy hấp thụ lại hết những cái lượng hàng mà anh chị nhà đầu tư mua ở những cái vùng nền giá này. Lên đến đây các anh chị vẫn có thể mang hàng ra, các anh chị chốt lãi. Chốt lãi thì tổ chức người ta sẽ hấp thụ lại. Và khi cái vận động tích lũy này nó được thắt chặt lại cùng vùng với đó là cái khối lượng nó cạn kiệt đi, thì khả năng những cái cổ phiếu này sẽ được đánh lên cao ở các những cái phiên tiếp theo. FRT cũng vậy. FRT thì đánh gọi là cái cổ phiếu này nó đánh rất chi là toàn mở gap đi lên này, này. Đấy. Đấy, nó đánh cho ai mà lưỡng lự thì sẽ không mua được. Đấy. Những cái cổ phiếu nó đánh rất khó, đánh khá là khó, nên vì thế anh chị chỉ nên mua cổ phiếu ở những cái vùng nền giá này thôi. Nếu ví dụ cái cổ phiếu nó đi lên đây, nó có quay lại test thì nó sẽ quay lại cái vùng nền này, nó test này, hoặc nó sẽ quay lại cái hôm nay là cũng làm cái phiên mà nó quay lại nó test cái vùng đỉnh cũ này, và nó có dấu hiệu là rút chân lên này, tích cực, khá là tích cực luôn này. Dòng tiền vào cuồn cuộn để mà bắt cổ phiếu. Đấy. Và vừa rồi là những cái nhận định của em về VN Index của ngày 23, cũng như đi phân tích qua một số cổ phiếu của các nhóm ngành bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và những cái cổ phiếu riêng lẻ đang vận động tích cực trong thời gian gần đây. Thì nếu những cái video của em mà đem lại cái kiến thức hữu ích cũng như đem lại cái góc nhìn khách quan giúp ích được cho các anh chị nhà đầu tư, cũng mong các anh chị nhà đầu tư sẽ ủng hộ em bằng một nút like và một phần đăng ký kênh để em có thể làm tốt những cái video tiếp theo hơn nữa nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những phiên tiếp theo.